Thưa bà con, đây là cái bưởi mà tôi trồng được 5 năm rồi bà con này. Đây bà con. Đó, cái bưởi này cũng không được tốt lắm bà con ạ. Bởi vì là cũng lý do là cũng không được chăm kỹ càng lắm, cho nên là nó cũng không được tốt lắm. Hơn nữa là cái bưởi này nó bị nghiêng. Nó bị nghiêng ngả cho nên nó ngả về một bên. Cái này thì có khả năng tôi sẽ dừng lại cho nó thẳng. Muốn dừng lại được thì phải chờ qua mùa mưa, khi nào đất nó mềm. Đất nó mềm mới dừng lại được. Còn bây giờ mùa nắng thì đất nó khô lắm, cho nên là đất cứng không dừng được. Dừng lại thì cây nó mới đẹp. Cây này, này nó cũng đã ra quả đấy rồi bà con này. Quả đấy bà con này. Đó, quả đó. Đó. Quả chỉ mới được một vài quả thôi. Thì nói chung là cái này cũng chấm tương đối đấy. Cái bưởi này thì chủ yếu là nó cần nhiều nước. Đấy, thường xuyên tưới nước cho nó. Nhưng mà do cái này cũng không được tưới nước thường xuyên cho nên là nó cũng hơi kém, vì hơn nữa là cái chất đất đấy cũng hơi khô. Khô đất, khí hậu vùng miền này cũng hơi khô, cho nên là tưới không đủ nước cho nó, nên là nó không được phát triển lắm. Tuy rằng là xung quanh gốc này cũng bỏ rất là nhiều phân này, bón phân tương đối đấy, phân khá là nhiều, đặc biệt là phân hữu cơ là bỏ rất là nhiều. Thì cái bưởi này nó cũng rất là thích hợp với loại phân hữu cơ. Còn về phân hóa học thì cũng nên bỏ ít thôi, không nên bỏ nhiều. Đấy, cái bưởi thì cũng cần phải chăm sóc kỹ thì nó phát triển với mạnh được. Đó, đặc biệt là nó cũng cần rất là nhiều nước. Cây này thì cái bưởi này thì nó mức độ nó chịu hạn cũng không được cao, cũng chịu hạn hơi kém. Đó, khi nào mà lá non này nó phát triển như thế này đấy bà con cô bác này, đó, nó phát triển như thế nè, thì mới cái bưởi nó mới đạt hiệu quả được. Trồng bưởi này không những là chỉ là ăn quả, mà cái bưởi này rất là có nhiều tác dụng bà con ạ. Nó có tác dụng hỗ trợ về chữa bệnh và bồi bổ sức khỏe rất là tốt. Đặc biệt là cái lá này này, cái lá này hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bà con về công dụng của cái lá bưởi này. Đấy. Ngoài trái bưởi ra thì cái lá bưởi này cũng có rất là nhiều công dụng tốt này. Đó. Đấy, cái lá bưởi này này. Đó, bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho bà con cô bác về công dụng của cái lá bưởi này như thế nào nha bà con cô bác nhá. Lá bưởi này là dùng là để tắm bà con ạ. Đấy, tắm lá bưởi này rất là tốt cho sức khỏe bà con này. Tắm lá bưởi này nó có rất là nhiều lợi ích. Thì tắm lá bưởi này là sau khi tắm nó rất là sảng khoái. Cũng có rất là nhiều lợi ích. Đấy, đặc biệt là lợi ích sức khỏe về da. Đấy. Thì lá bưởi này nó sẽ làm cho sáng làn da này. Là vì trong lá bưởi này là có chứa một lượng lớn vitamin C. Đấy, là một trong những cái chất là chống oxy hóa rất là mạnh. Có khả năng làm sáng da và làm điều hòa màu da. Đấy, khi tắm lá bưởi thì các chất chống oxy hóa này có thể là giúp giảm thiểu là nám da và giảm thiểu cái bệnh tàn nhang và các cái chất vết thâm, các cái vết thâm ở trên da nha, để lại cho một làn da rất là tươi sáng và rạng rỡ. Đấy, đó là về có lợi về da, và nó còn làm mờ vết thâm và lành sẹo, vì các chất chống vi khuẩn và chất kháng vi khuẩn tự nhiên trong lá bưởi có khả năng giúp làm mờ các cái vết thâm
và sẹo trên da. Đó, tắm là bưởi thường xuyên có thể giúp cải thiện hiệu quả quá trình tái tạo da và làm mờ các vết thâm do mụn, tổn thương hoặc là lão hóa. Đấy, đó là về về da. Đấy, còn một cái nữa đó là nó làm xe khít lỗ chân lông. Tắm là bưởi có thể là giúp làm sạch và xe khít lỗ chân lông, vì trong các thành phần tự nhiên trong là bưởi có tác dụng làm sạch da, loại bỏ dầu thừa và bụi bẩn tích tụ trong lỗ chân lông. Đó, nó có tác dụng rất là tốt đấy bà con ạ. À, đó là thư giãn và giảm căng thẳng. Tắm là bưởi mang lại cảm giác thư thái và sảng khoái cho cơ thể và tâm hồn. Hương thơm tự nhiên của lá bưởi có tác dụng thư giãn và làm dịu căng thẳng, giúp cảm giác thấy thư thái và tinh thần sảng khoái hơn sau khi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đó, rất là có lời đó. Đấy, về dưỡng ẩm da, lá bưởi có chứa nhiều chất dinh dưỡng và các thành phần tự nhiên có khả năng dưỡng ẩm da. Khi tắm lá bưởi, da sẽ được cung cấp độ ẩm cần thiết, giúp làm mềm và làm mịn da, đồng thời giảm tình trạng da khô và bong tróc. Về đặc trị các bệnh, tắm lá bưởi có thể hỗ trợ điều trị hiệu quả cho nhiều bệnh như ho này, cảm, sổ mũi, thấp khớp, đau dạ dày, ư trệ và nhiều bệnh khác. Đấy, theo quan niệm phong thủy, lá bưởi được cho là mang tính dương mạnh và có khả năng tạo ra sự cân bằng trong không gian. Mùi hương của lá bưởi được cho là có khả năng làm ấm không gian, xua tan những tai ương và khí trời tiêu cực. Đấy, cho nên là nhiều người cũng tin rằng là việc tắm lá bưởi có thể giúp xua tan xui xẻo và thu hút may mắn vào cuộc sống. Đó, thì cũng xin giới thiệu với bà con là một số công dụng về lá bưởi. Thì bài chia sẻ hôm nay là cũng chỉ là mang tính tham khảo, không có tính là khẳng định. Vì vậy bà con sau khi qua bài chia sẻ này thì bà con cũng nên là tìm hiểu thêm đấy, hoặc là hỏi ý kiến của các nhà chuyên môn về về bác sĩ y học để tìm hiểu thêm về công dụng của lá bưởi này nha bà con nha. Đó, thì video cùng đến đây là xin kết thúc. Nếu bà con cô bác mà thích video thì nhớ cho lượt like nha, nhớ bình luận và đăng ký kênh. Đấy, sau cùng là chúc cho bà con cô bác luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Xin chào bà con cô bác.